nhiều nơi, nhưng một số nước ví dụ như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và sáu nước châu Âu. Thế nhưng mà cũng chưa có cái dịp nào mà đi ba nước vui như là lần này. Thì chúng ta đủ ba miền, miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Đặc biệt là đoàn chúng ta đi đấy, đặc biệt xin cảm ơn công ty du lịch của cháu Mai Hoàng, và nhất là cháu Mai Hoàng. Chúng tôi thấy là nhiều những tiếp viên cũng chưa qua nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tế nhị và rất dễ tính như cháu Hoàng. Tôi nói là đoàn chúng tôi đi 6 nước châu Âu, có một ông lạ, nhưng mà rồi đến lúc tìm về là nghe từ những tiếp viên là cẩu nhào rồi nói chuyện ở đây. Cháu Hoàng đã tìm hai ba lần cũng rất vui, mình người được tìm về cũng rất phấn khởi. Thế thì chúng tôi cũng cảm thấy là lần đi này rất sức tối, và tôi mong rằng là được gặp lại các bác, các anh, các chị về ngoài xã hội, ai cũng được gặp lại các chị. Thì tôi cũng trực tiếp được thay mặt cho gia đình tôi và xin trân trọng cảm ơn công ty du lịch của cháu Mai Hoàng, đặc biệt là cháu Mai Hoàng. Và cũng xin chân thành cảm ơn các bác, cùng đi, cùng động viên, cùng nhau vui vẻ để cho đợt đi của chúng ta này thành công tốt đẹp. Nhân dịp bước sang năm mới, tôi xin thay mặt cho gia đình chúc các bác, các anh, các chị, các em và các cháu hạnh phúc.